từ nhỏ hay sao anh? Lúc 5 tuổi là nó bị rồi. Ba mẹ anh còn không? Mất hết rồi. Ba mẹ mất hết rồi à? Dạ. Anh đã thổi bài gì vậy? Ok mọi người, xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay mình với cả Kiệt Quý á, ba anh em đi trên đường á thì gặp cái anh này, anh bị mù á, anh thổi sáo rất là hay luôn. Anh em mình lại nói chuyện cùng anh chút. Anh không có biết là anh em mình đang ngồi đây. Kiệt biết bài gì không? Để cho anh thổi xong rồi cái là mình sẽ nói chuyện cùng anh đó nha mọi người. Anh đi bán tăm bông. Em chào anh nhá. Là mình bán gì vậy anh? Bán bông tăm. Bán bông tăm à? Vâng. Anh bị mù à anh? Vâng. Anh bị mù anh bán bông tăm à? Mình vô trong này mình ngồi mình nói chuyện cùng em chút nhá. Đi đâu à? Ngay vô trong gốc cây này cho nó okay. Bớt ồn á. Anh nói chuyện cùng em chút đi. Rồi em mua phụ anh cho. Em mua ủng hộ anh nhá. Ký giùm anh đi vậy. Thì ok mọi người, bây giờ anh em mình sẽ nói chuyện và tìm hiểu về hoàn cảnh của cái anh này. Thì anh là anh tên gì anh? Dạ, tên Phong. Tên Phong à? Dạ. Là anh bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, mới có 4, cho là 47 đi. 47 tuổi? Vâng. Quê anh đâu ạ? Dạ, Thanh Hóa. Quê anh Thanh Hóa? Dạ. Là anh bị mù này là từ nhỏ hay sao anh? Lúc 5 tuổi là nó bị rồi. Tại sao anh lại bị? Bẩm sinh nó do là do một cái nhọt đấy nó phá. Tức là bây giờ là mình bán bông với cả bán tăm hả anh? Dạ. Một bọc bông như vậy là mình bán bao nhiêu anh? Chỉ có 5.000 đồng thôi. 5.000 thêm một hộp tăm. Hộp tăm thì 10.000 đồng. Tăm 10.000. Dạ. Bông 5.000. Cái này là anh lấy về anh bán hay là anh tự làm nhà? Cái này là lấy ở cửa hàng á, người ta bán rồi mình đi lấy. Nãy là em thấy anh thổi sáo rất là hay luôn. Chứ hỏi là thế là gia đình người thân của anh ở đâu? Ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ. Không, nhưng mà ở trong Nam này anh vô trong Bình Dương này lâu chưa? Ở trong Bình Dương này thì cũng từ ở quận 12 mà lên. Vậy à, quận 12 lên trên này. Dạ. Mà anh vô trong quận 12 lâu chưa? Ôi, trong quận 12 thì tính trên dưới thì cũng là ngót nghét là cũng có 20 năm rồi. 20 năm? Dạ. Mình đang ở đây luôn. Dạ. Cũng có về quê một lần. Nói chung là cũng có về một lần. Vợ anh á, anh có vợ không? Dạ, vợ tôi chết rồi. Vợ anh chết rồi? Dạ. Thế còn anh có con không? Con thì có đứa con gái thôi. Có đứa con gái à? Dạ, đang ở với anh hả? Dạ, giờ nó ở ngoài Bắc, nó làm công nhân ở ngoài Bắc Ninh á. Mấy con gái anh lớn rồi đúng không? Dạ. Thì gia đình ông cha mẹ anh còn hết chứ? Chết cả rồi. Cha mẹ anh chết rồi à? Dạ. Vậy trong đây anh hiện tại là anh đang ở đâu á? Dạ, hiện tại là tôi ở Dĩ An. Dĩ An anh chọn à? Dạ. Chị hồi nay em thấy anh thổi cái bài, lúc đầu em đi tới là em thấy anh thổi cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ đúng không? Dạ không, cái bài đó là cái bài nói chung là cái bài đầu tiên á, cái bài đầu tiên mà em gặp anh luôn á là anh thổi cho Gặp Mẹ Trong Mơ. Ai ra xứ Huế đúng rồi. Không, cái bài mà hồi nãy em nãy là em lại đây là em đứng em xem anh một lúc rồi. Dạ. Là anh thổi cái bài đầu tiên là cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ. Xong rồi anh mới thổi cái bài Người Đến Từ Triều Châu. Dạ đúng rồi. Là bây giờ anh thổi cho em nghe cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ nữa không? Dạ được rồi. Tại vì nãy em nghe anh thổi bài Gặp Mẹ Trong Mơ rất là hay luôn. Mọi người cùng thưởng thức nha mọi người.
hỏi rất là hay luôn nha mọi người. Là anh học sáo này lâu chưa? Nói chung là học từ khi mà nó bị khuyết tật á. Từ khi anh bị khuyết tật là từ lúc 5 tuổi đúng không? Dạ, 11 tuổi. 11 tuổi? Dạ. Là anh bị mù là từ lúc 5 tuổi? Dạ. Là anh bị khuyết tật luôn, là khuyết tật gì nữa vậy anh? Dạ, có mình khuyết tật mắt thôi. Khuyết tật mắt thôi? Dạ. Là 11 tuổi là anh mới học? Dạ. Là anh thổi sáo là từ đó tới giờ là hơn 30 năm đúng không? Dạ, đúng rồi. Ờ, anh thổi sáo nghe rất là hay luôn mọi người. Anh thổi bài là, bài này là bài Gặp Mẹ Trong Mơ đúng không? Dạ, đúng rồi. Gặp Mẹ Trong Mơ. Cây sáo này là anh hỏi lâu chưa hay là đi theo anh nhiều? Cây sáo này là nó đi còn đi sâu mấy cây trước. Mấy cây trước nó đi nhưng mà nó vỡ rồi. Vỡ luôn à? Nó vỡ. Sao mà vỡ được anh? Nó bị rớt rồi là bị xe người ta đụng á. Nó quệt nó xuống đường đó. Vậy là cây này theo anh cũng mấy năm không? Cho là được năm rưỡi đi. Anh ơi, cho em hỏi là nếu như bây giờ anh dạy sáo, anh dạy người ta hỏi anh dạy được không? Cái dạy thì tôi không có dạy được bởi vì này tôi là phải đi học ở thầy mà. Dạ. Nhưng mà nếu như anh học thì làm được cũng trong nghề cũng được hai mấy năm rồi, anh cũng phải dạy được mà. Cũng có thể dạy được nhưng mà nói chung là nó lâu, cái thời gian nó lâu lắm. Dạ. À, bây giờ cho em tìm hiểu hoàn cảnh của anh là bây giờ là hoàn cảnh của anh là như thế nào? Nói chung là thì cũng đi bán như thế này thôi. À. Thì nói chung là cái hoàn cảnh thì nó đôi khi nó cũng vất vả, nó không có ở quê thì không có việc gì làm. Làm một ngày như vậy là hiện tại bây giờ là ở quê là mình không có việc gì làm, dạ. Nên mình bán. Dạ. Là một ngày như vậy là anh bán được khoảng bao nhiêu tiền? Tầm 150-200 rồi. 150. Vâng. Là mọi người có cho anh thêm tiền không hay là anh tính tổng luôn rồi? Cũng có, nói chung là cũng có nhưng mà có chút ít thôi. Dạ. Dạ. Là 100-200. Dạ đúng rồi. Hiện tại bây giờ là anh ở cho một mình à? Ở với cùng với bà con, với bà con mà bà con người ta đi làm quanh đó. Với không, nhưng mà ở anh ở phòng là anh ở phòng một mình à? Dạ, ở phòng tôi thì là tôi lại có nghĩa là tôi lại lấy thêm một người khác, nhưng mà cái người đó thì là người ta không có đi được. Người ta chân người ta đi cà lạc á. À, người ta là cái người đó cũng khuyết tật luôn đúng không? Dạ khuyết tật. À, người đó cũng khuyết tật luôn là ở mắt chung. Mắt thì còn thấy nhưng mà chân đi cà lạc không? Chân là đi không được. Dạ. Vâng. Thế là anh ở đây là anh hàng ngày anh đi bán là được trăm mấy? Là tiền trọ này kia là chia đôi à anh? Dạ, tiền trọ thì nói chung là điện nước kia là có 1 triệu mấy à? À. Nhưng mà đủ lắm tiền trọ mà anh đi bán gì đủ. Nói chung là đôi khi thì cũng đủ mà đôi khi thì cũng thiếu. Dạ. Nói chung là có nhiều khi đến thiếu. Dạ. Thế anh ăn uống được ngày hai ba bữa không hay là? Dạ cũng nói chung là cũng tạm ổn. Nói chung là anh ăn uống thì sao? Ăn uống thì nói chung cũng bình thường thôi. À. Dạ. Thế con gái của anh là anh đây nói với em là anh còn một người con gái ở ngoài Bắc. Đúng rồi. Nó có hay vô đây thăm anh không? Không, có điện thoại cho nó thôi chứ còn nó không có hay vào thăm. À. Con gái anh là bao nhiêu tuổi rồi? Nó 20 rồi. 20 à? Dạ. À. 20 về nhỏ hơn em năm nay 24. Dạ. Như vậy gì tết thì mình tết có gì rồi không? Tết này là tết này về quê. Em anh về quê. Dạ. Năm trước là không có về. Mấy năm trước là cũng về nhưng mà về là về có nghĩa là về trong thời hạn thôi. À. Về chỉ đến đúng 10 ngày là đi rồi. Dạ. Dạ. Thế là anh là lúc mà anh đi từ chỗ anh lên trên này á, ai đưa anh lên trên này à? Dạ đi theo với người cái người mà người ta mình nhờ xe ôm á. Dạ đi xe ôm á. Dạ. Bắt xe ôm lên trên này đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi lúc về là kêu người ta bắt về kêu người ta chở tới chỗ luôn. Dạ. Tính xe ôm là một đêm dài luôn bao nhiêu hả? Dạ tính là cả đi cả về là mỗi lúc là lúc đi là 50. Là khi về cũng 50. Bán trăm mấy gì? Dạ. Bán cái là khoảng mấy giờ là anh bắt đầu đi bán, mấy giờ anh về anh? Coi như là lúc đi là 3 giờ đi. À, 3 giờ đi. Còn về là 10 giờ mới về. 10 giờ về. Dạ. Là anh bán hết rồi này luôn là được bao nhiêu? Không có hết được. Bởi vì ít người ủng hộ lắm cho nên là không có hết được. Là trước giờ là chưa bao giờ bán hết được? Dạ chưa. Là không bao giờ bán hết được một cái rổ này trong vòng một ngày? Dạ. Cái ngày hôm nay là em mua hết cái rổ này cho anh luôn nha. Dạ. Thật hay là đùa? Không, em nói thật. Nói chung là trước giờ là anh chưa bán hết bao giờ đúng không? Bây giờ là em mua hết cho anh luôn. Bây giờ anh tính hết tất cả cái này cho em là bao nhiêu tiền?
hết cái này thì cũng không biết là nói bao nhiêu cho nó đủ, mà không biết là nói bao nhiêu mà nói nhiều thì nó nhiều quá, mà nói ít thì nó lại ít quá. Đếm đi, đếm đi. Thì anh đếm đi, tại vì anh cứ bán như hàng ngày anh bán cho người ta sao á, thì bây giờ anh cứ bán cho em như y chang như vậy đi. Bây giờ anh đếm đi rồi anh tính tiền đi, rồi em mua hết chỗ này cho anh luôn. Nếu như mà nói cái giá thì cái chỗ này á, cái giá thì cũng nói chung là tâm là 10 ngàn một hộp. Đúng rồi, 10 hộp là 100 ngàn. Bông lớn bông bông bao nhiêu một bọc? Có 10 ngàn à? Bông lớn là 10 ngàn đúng không? Dạ. 100 ngàn, 110, 120, 130. Để em đếm cho anh buông tay ra. 130, 140, 150, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 302, 303, 304. Tất cả cái rổ này nếu mà bán theo giá của anh là 340 ngàn. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Thế sao hôm nay anh nói là 800 mấy? Có tôi là tôi định giá vậy thôi, chứ mà tôi cũng không biết rõ, bởi vì là không biết rõ, tại anh thấy mà. Bây giờ thì nói chung là bán cái giá là 350 thôi. Là bán đúng giá luôn đúng không? À, đúng giá luôn. Đúng giá, bán hết chỗ này là 350. Đúng rồi. Thôi ok, bây giờ mọi người là mình sẽ mua hết cái rổ này cho anh luôn. Giờ có cái bọc gì cho em đựng cho em về không? Có bọc mà. Thì nói chung là bây giờ mình sẽ mua hết cái rổ này cho anh luôn là 350 ngàn. 350 ngàn. Bây giờ em gửi cho anh 500 ngàn này. Đây, tôi 500 ngàn này. Đấy, cầm đi. Rồi làm sao mà sao mà anh biết được đây là tờ 500 ngàn hay không? Có người lừa làm sao? Là có nhiều khi người ta cũng không có lừa, ít lắm. Nhưng mà anh sờ vô anh biết được tờ tiền là bao nhiêu không? Bởi vì đây là tôi không có đi học chữ nổi, cho nên là không biết là bao nhiêu. Là nói chung là em đưa nhiều thì anh biết nhiều thôi đúng không? Vâng. Đây đây nha mọi người, là cái số tăm bông của anh là 350 đúng không? Vâng. Là em sẽ đưa cho anh 500 ngàn, em cho tất cả mọi người coi. Là mình sẽ đưa cho anh 500 ngàn, đó. Là cái phần tiền dư còn lại là em cho anh luôn. Em tặng cho anh luôn. Dạ. Đó. Là tiền cho anh đóng một tháng là bao nhiêu? 1 triệu mấy à? Tiền cho là một tháng là 1 triệu mấy. Dạ. Tiền cho là một tháng 1 triệu mấy. Dạ. Bây giờ thế này đi. Là bây giờ em mua hết cái chỗ này của anh như vậy là anh lời được khoảng bao nhiêu? Lời được chỉ có chắc là cũng trăm mấy. Lời được khoảng trăm mấy. Là tại vì lời bông tiền bông là anh mua là hết 350 là anh lời được khoảng trăm mấy đúng không? Dạ. Trăm mấy là thêm cái trăm mấy em cho anh nữa là thành khoảng 300 mấy đúng không? Vâng. Thế thôi em cho anh thêm 500 nữa nhá. Mọi người, mình sẽ cho anh cái này, cái phần 500 ngàn này là anh em mình mua cái tăm bông của anh đó, ủng hộ anh đó. Vì anh ủng hộ anh đó. Còn bây giờ là mình sẽ cho anh thêm 500 ngàn nữa. Bây giờ em tặng anh 500 ngàn là anh hát cho em, anh thổi sáo cho em nghe thêm một bài nữa được không? Dạ dạ. Ok, đây là em đưa anh thêm 500 nữa, anh thổi sáo cho em nghe thêm một bài nữa. Đấy, gửi anh thêm 500 nữa rồi đó. Còn cái rổ này bây giờ là của anh em mình. Đấy. Ok, đấy, em lấy về luôn. Để cứ để em đi lấy về. Bây giờ anh thổi cho em nghe thêm một bài nữa. Bài gì mà anh thổi nghe mà hay, mà nghe mà náo lòng nhất anh? Rồi, cái bài nhạc nói chung là Cát Bụi Cuộc Đời nhá. Cát Bụi Cuộc Đời nghe buồn không quý? Nói chung nó cũng không buồn lắm. Bài Cát Bụi Cuộc Đời đúng không? Được, là cái bài đó là nó kể như thế nào? Cái bài đó là cái nội dung của nó là như thế nào anh? Nó kể về, có nghĩa là cái cuộc đời của con người mình á. À, nó kể về rồi, con người rồi, rồi 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 sau này cũng trở về với Cát Bụi thôi. À thế à? Đó. Là cái bài này là anh hát, anh thổi sáo là hay nhất đúng không? Nói chung là hay thì nói chung nó cũng không được hay cho lắm. Nhưng mà nói chung là có nghĩa là mình đi thổi mình bán ấy, thì mọi người nghe thì người ta cũng... Vâng, vậy anh thổi cho em nghe cái bài đó, em thưởng thức đi. Vâng, vâng. Nhưng là cái bài này là đáng giá 500 ngàn nha mọi người. Mình lấy 500 ngàn ra là mình kêu anh thổi. Một bài hát thôi.
Điều okay, em cảm ơn anh rất rồi. Là nhiều luôn. Rồi cảm thì ơn. Nãy giờ anh ngồi anh nói chuyện, anh tâm sự, anh chia sẻ cùng em về hoàn cảnh của anh. Nói chung là anh cho em cái số điện thoại của anh nhá. Nếu mà em rồi. Quay lại em kiếm anh thì em gặp cho anh. Được rồi. Là cái số điện thoại của anh hình như là không biết em có lưu phát rồi nhỉ? Phải không ta? À chưa. Thì hôm chưa có mà. Vì anh cho em số của anh đây. Nói chung là bây giờ anh em mình sẽ lấy cái số điện thoại của anh này. Rồi đến mai mốt anh em mình sẽ quay lại và thăm anh đó nữa. Máy đây. Anh em mình sẽ quay lại và thăm anh đó nữa. Tại vì bây giờ anh em mình cũng sẽ đi về. Tại vì anh em mình đang có công chuyện các bạn. Rồi qua rồi đúng không? Và bây giờ cái rổ này thì nãy em nói đùa anh chứ bây giờ em không có lấy đâu. Em chỉ lấy cho anh vui nhá. Mình có mua bán qua bán lại á. Rồi. Giờ em sẽ lấy 4 bọc. Trong thành viên mình là có 4 bọc thì cho quý 1 bọc. Đây có 4 người mà. Đấy, kiện bọc. Còn đây là kiện giữ cho qua, còn đây là của anh đó. Mình chỉ lấy 4 người 4 bọc thôi. Chứ em mua hết của anh, em đem cái này về hết thì em cũng không có làm gì. Đúng rồi. Coi như là em cho anh tiền đi. Cho anh tiền để anh ăn uống hàng ngày, trang trải sinh hoạt hàng ngày. Rồi cảm ơn. Thì bây giờ em chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn nhiều. Thì có duyên thì anh em mình sẽ còn gặp nhau tiếp. Để em lấy cái mic lại nha. Bây giờ anh tiếp tục anh bán tiếp à? Dạ đúng rồi. Cái này của em bây giờ anh em bán tiếp à? Rồi. Đùa anh tí mọi người. Chúng là mình không dùng thì để cho anh bán cho người khác dùng. Rồi, ok. Cảm ơn nhiều. Em chúc anh nhiều sức khỏe nhá. Dạ, ok. Lại ra chỗ cũ. Bây giờ dắt anh ra chỗ cũ đi kìa. Đây. Nó dép này. Chúng là bây giờ là em đi về nha anh. Sức khỏe nha. Thì ok mọi người, bây giờ anh em mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nhá. Thì mọi người xem cái video này, nếu thấy cái video này hay và thú vị thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. Cho anh em mình một like các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Rồi.